trời 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 xí ngầu cháu ngầu mẹ ngầu ngầu ngầu. Tên là Trần Vũ Duy Khôi, năm nay 27 tuổi. Tên là Xí Ngầu, năm nay thì con đang học quản trị kinh doanh về nghệ thuật và du lịch. Thì còn một năm nữa là học xong và con mới về lấy chồng. Con nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Con 24 tuổi. Lần đầu tiên con gặp Xí Ngầu lúc đó con 3 tuổi. Lúc đó là con lớn hơn Xí Ngầu 3 tuổi. Gặp nhau lúc 3 tuổi, rồi gặp nhau ở đâu? Có thể là gặp trong bệnh viện đó. Dạ đúng. Có thể là lúc đó chị Hồng Vân Có thể mẹ em dẫn em vào bệnh viện thăm chị Hồng Vân. Và lúc đó em gặp Xí Ngầu, đúng dạ. không? Và cái ấn tượng đầu tiên em gặp một búp bê mới đẻ ra là ấn tượng điều gì? Lúc đó thì em chỉ thấy là hai cái đôi mắt của Xí Ngầu nó rất là xinh, là nó rất là giống như là tròn quay à chú. Thấy cái đôi mắt rất đẹp. 3 tuổi mà đã nhớ vậy rồi á hả? 3 tuổi đã nhớ rồi. Thế lúc nào á thì con có cảm tình với Xí Ngầu nè? 5 tuổi. 5 tuổi? 5 tuổi. Đó, thấy chưa? Trong tuổi. Trường hợp nào nè? Sinh nhật của Xí Ngầu, lúc đó Xí Ngầu mới tròn 3 tuổi. Nói thật với chú là lúc đó là lần đầu tiên con đã yêu. Trời ơi. Cái ghế này không té được trong nồi té. Yêu lúc 5 tuổi. Yêu lúc 5 tuổi rồi hả? Còn Xí Ngầu thì sao? Lúc đó con nhìn anh Khôi thì con nhìn qua, con thấy cái bản mặt anh Khôi mà con không thấy cái mắt đâu. À, mắt khí đúng không? À, rồi đến bao lâu thì bắt đầu em mới tỏ tình với Xí Ngầu? Dạ, năm 2011 khi mà Xí Ngầu qua đây để du học. Thì lúc đó thì đã lâu lắm rồi, tụi con mới gặp lại nhau. Vì là từ lúc 5 tuổi trở đi là con đã đi về nước Mỹ rồi. Cho nên là liên lạc thì chỉ trên Facebook này kia thôi. Thật ra thì trong những cái năm mà 2011-2012 lúc đó con vẫn rất là ít nói mà cũng hơi bị nhát. Cho nên cái người tỏ tình đầu tiên là Xí Ngầu. Trời, bữa nay tôi cũng mới biết luôn. Có nghĩa là cái lúc con mới qua là ổng lên đèn xanh. Ổng cứ rất là nhẹ nhàng, ổng cứ hồi đó ổng học sinh mà ổng đâu có tiền nhiều đâu. Nhưng mà ráng tiết kiệm á, dẫn con đi ăn chỗ ngon, chỗ sang không rồi xong rồi lâu lâu cái xong rồi cái gì cứ lấy tay nắm nhẹ nhẹ, nhẹ lúc dám để vậy thôi chứ không dám nắm hẳn vậy đó. Con có gạt không? Con không gạt, con để yên. Cũng mấy tháng trời ổng cứ vậy, con bực mình quá con chụp con hôn luôn. Hả? Con có đấu cười được. Cái chuyện này tôi đấu cười được, tôi quên mất. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết. Trời ơi, đâu có vậy được. Sao được, trời ơi, người ta tự nhiên mà. Trời, lúc đó là con mấy tuổi, lúc đó là con mới qua học được mấy năm? Lúc đó con 18 rồi. Nhưng mà là con qua học được một thời gian là bao lâu thì con... Mấy tháng mà con hung liền vậy đó hả? Khoan đã, hung mà hung ở đâu, hung má thì bình thường thôi. Hung môi. Trời ơi. Mẹ Hồng có biết sao? Không? Lúc đó đang đi riêng sao mẹ Hồng biết được? Biết sao không? Mẹ của Bi là bạn thân của chị. Đó. Hai đứa tụi chị là luôn luôn phải đứng về một phe để mà fight down hai đứa này. Em hiểu không? Bởi vậy thì bây giờ để Hồng nó không biết luôn, chắc xong cái chương trình này nó mới biết. Không, biết luôn rồi nghe. Sau đó thì là chính thức yêu nhau đúng không? Dạ, sau đó ảnh biết là mình có cảm tình với ảnh lại đó. Bắt đầu ảnh tự tin rồi đó, bắt đầu ảnh chủ động hơn. Ảnh mới bắt đầu mạnh mẽ hơn trong cái chuyện mà bày tỏ tình cảm. Mới đầu thì là con tặng hoa. Tặng hoa rất là nhiều lần. Chắc là Xí Ngầu sẽ rất thích, bởi vì mẹ Xí Ngầu là nghệ sĩ. Không thích. Xí Ngầu nói là tại sao cứ tặng hoa hoài vậy? Không thích hoa. Chị tới muốn tặng cái gì á, nói trước đi để tôi biết, tôi lên máy vi tính tôi shop rồi cứ việc trả tiền. Chưa biết sao không, con không có thích hoa. Bởi vì là hoa nó đẹp thiệt á. Nhưng mà mua về sáng cái tươi chịu nó héo, bỏ. Ủa mà hoa bên này nó mắc lắm, chứ phải rẻ đâu. Ông phải tiết kiệm chứ. Cho nên mua gì thực tế. Thà mua cái gì thực tế cũng thí dụ như thực tế đâu không. Thí dụ như đồ make up nè, đồ ăn nè, với lại đồ mặc cái kiểu vậy á, thì con xài ok. Nhưng mà là nhà con có ở xa cái khu nhà của Xí Ngầu không? Cái lúc mà con mới qua đây á thì mẹ đâu có dám cho con qua đây một mình đâu. Thì con qua đây con ở nhà ảnh chứ ai. Tức là chị có gửi hoàn toàn vô Hồng. Mà thực ra là Hồng đối với Xí Ngầu cũng giống như là mẹ rồi. Chị đâu có biết là... Trời ơi, bởi vì... Lửa gần rơm. Lâu ngày thì cũng... Nó có vừa tắt. Nó chủ động nó hung trai rồi, trời ơi chết rồi. Thôi đi, thôi chạy. Tôi đã lường trước cái vấn đề đó. Cho nên tôi cho con nhỏ này ở một năm ở nhà Hồng thôi. Sau đó là tôi thuê nhà đặng cho nó ở ngoài.
ai ngờ là mới có một tháng thôi là tụi nó again rồi. Ủa là sao? Trở lại rồi. Rồi không lẽ ông này ông dọn đồ đưa anh này ở chung? Dạ đúng vậy. Con ở nhà con được cưng, bây giờ con qua con ở nhà thuê, con ở chung với người mình cưng. Dạ mà người đó hết cưng rồi. Hết cưng không con, cưng con. Dạ thì lúc mà ở chung với mẹ, mẹ thương đến nỗi mà giống như là đồ ăn thì mẹ nấu cho con, rồi gấp đồ mẹ cũng gấp đồ cho con, giặt mẹ cũng giặt. Nói chung là con không có làm cái gì hết. Cái là qua bên đó thì để đồ ra, cái là cái nói con hỏi Xí Ngầu chừng nào giặt đồ giùm cho anh, cái Xí Ngầu nhìn qua một cái nói giặt đồ cho ai. Trời ơi, con nói hả, sao kỳ vậy, là đồ ai tự người đấy giặt, còn ăn uống người nào tự ăn thì tự rửa. Ở cũng khoảng vài tháng thì con cũng quen làm việc nhà. Nhưng mà trong cái thời gian đó là hai đứa hay cự cãi không Xí Ngầu? Dạ cãi chứ, tại vì ông này ông bừa lắm. Hồi xưa bừa lắm, tại vì thay đồ xong là bỏ vậy đó, bỏ đất vậy đó. Như là tại vì hồi đó là có mẹ đúng không, là mẹ dọn. Ở đây là con đứng con chửi thôi. Trời đất ơi. Nói, nhặt lên. Đó, đi giặt đồ đi. Ủa sao giặt đồ chưa xấy đồ, kiểu vậy. Có khi nào tức quá, bị ăn hiếp, bị đàn áp quá, gọi điện thoại về mét gì dân không? Hoài luôn. Hả, mà có chuyện gì á là gọi điện về mét mẹ. Mẹ Vân á. Mẹ Vân. Đó, nhiều khi mẹ Hồng chưa biết cái chuyện đó nhưng mà là mét mẹ Vân rồi. Mà lúc đó mẹ Vân xử sao? Là thì luôn luôn là mẹ Vân sẽ đứng về phía của Khôi, tại vì á mẹ Vân biết cái tánh của Khôi và mẹ Vân cũng biết tánh của Xí Ngầu. Cho nên là sau đó thì luôn luôn là sẽ nhắc nhở Xí Ngầu để Xí Ngầu hiểu được cái vấn đề là ai sai ai đúng. Rồi, khi mà con qua con ở với nhà thuê với Xí Ngầu, vậy thì con có thường xuyên nấu ăn cho Xí Ngầu không? Dạ mới đầu thì con cũng không có biết nấu ăn, tại chưa bao giờ nấu ăn trong cuộc đời con hết, nhưng mà tự học nấu ăn thì bây giờ là con cũng nấu ăn cho Xí Ngầu ăn luôn. Cái món mà Xí Ngầu thích ăn nhất là món gì? Dạ trứng chiên với lại rau muống xào thì con làm không được. Con có một người cậu ở bên Việt Nam lâu lâu qua chơi xong rồi là chú Vinh biết cậu mà, cậu Minh Dũng. Cậu Minh Dũng á. Cậu Minh Dũng. Trời ơi, cậu Minh Dũng qua chơi ở chung với tụi con á, thế là cậu Minh Dũng biết con thích món đó, thế là nấu rau muống xào tỏi ngon, thiệt là ngon, làm cho con, nói nhắn tin Ngầu ơi cậu làm rau muống xào tỏi để trong tủ lạnh đi học về ăn nha. Cái xong rồi tối con về con đi học đi làm mà về mệt mới mở tủ lạnh ra kiếm rau muống xào tỏi không thấy. Xong rồi con hỏi cậu Dũng mới len lén, cậu Dũng nói Ngầu ơi Bi nó ăn rồi. con tức con ức, tại vì mấy năm rồi chứ con chưa ăn được cái món đó. Mà cậu Dũng nấu ngon lắm. Trời ơi, xong con khóc luôn, con ức từ đó tới giờ luôn. Về là bị lao. Trời, tức đến nỗi mà không la luôn, mặt hả nhìn qua đỏ lè mà hận đến nỗi mà hận hả nước mắt rơi. Mà trong cuộc sống của con sống chung với Xí Ngầu chưa bao giờ thấy Xí Ngầu tức như vậy hết. Trời ơi, chỉ vì vậy là nghĩa ra muốn cái kỷ niệm mà quay giống như là cãi nhau là ghê nhất trong cuộc đời của hai con. Là dĩ ra muốn đúng không? Dĩ ra muốn nha. Bây giờ thì các con mới đám cưới với nhau, nhưng mà từ lúc yêu, từ lúc về sống thử với nhau thì cho đến lúc cưới nhau là bao nhiêu năm? Dạ 6 năm. Rồi thôi dạch mặt luôn đi. Đó, phần này dạch là phần của mẹ nè. Đó. Phần này là mẹ chưa biết đây nè. Đó, giờ không được giấu mẹ nữa nè. Đó. Tranh thủ mà khai ra cho con trước, tại mẹ biết con bị đàn áp nhiều, con phải vạch mặt trước. Để coi. Ngủ nhiều, ngủ rất nhiều mẹ. Ngày nào cũng phải ngủ từ 10 tiếng tới 12 tiếng. Chị này ngủ 8 tiếng chỉ dạy cái mặt chị hả bực mình, bực bội. Con nói tại sao hôm nay Ngầu dữ quá vậy? Nói hôm nay ngủ được có 8 tiếng nè. Gọi là tính ngủ xấu. Rồi gì nữa con? Còn thứ hai là ghiền coi phim TV show Mỹ. Coi mà hả, coi liên tục, giống như là mỗi lần coi phải coi hết 50 tập mới ngừng. Là bả ngồi từ buổi sáng sớm rồi bả coi tới khuya rồi mới hết. Con chỉ muốn anh Khôi tự tin vào bản thân mình hơn, tại vì ảnh là một con người rất là hoàn hảo, nhưng mà ảnh chỉ thiếu tự tin vào bản thân thôi. Còn Khôi Trần? Con thì chị con cũng chỉ muốn một điều thôi, là Xí Ngầu nên đi tập gym. Con năn nỉ mấy năm nay, năm nào tháng nào cũng năn nỉ. Thực ra là hôm nay á, trời, nãy giờ mẹ cũng hồi hộp là mẹ không biết là tụi con sẽ gọi là vạch mặt những tật xấu gì. Nhưng mà rất may mắn là tất cả tật xấu của hai đứa là mẹ đã biết hết rồi. Hôm nay cũng có một cái sự mà bạo biện một chút xíu, là những cái gì tật xấu Xí Ngầu, ví dụ ngủ nhiều, ví dụ làm biếng đi tập thể dục,
từ cái gen của mẹ đó biết. Mới tội nghiệp xí ngầu lắm. Riêng cái điều mà ngầu nói là Bi không tự tin thì mẹ hơi bị ngạc nhiên. Là tại vì sao? Mẹ cảm giác là Bi là một người hoàn toàn có bản lĩnh mà. Tức là tiếp xúc với Bi là mẹ thấy Bi rất là bản lĩnh. Nếu như ngầu đã nói như vậy thì con phải chứng tỏ cho ngầu bằng được. Yeah. Giống như là con đã mang lại cái cảm giác cho mẹ là lúc nào mẹ cũng cảm nhận con rất tự tin và con rất là một người có bản lĩnh mà. Con hiểu không? Đó thì con phải chứng minh được điều đó cho ngầu. Ừ. Đó, còn về phía ngầu thì thực sự mẹ bây giờ mẹ lớn tuổi rồi. Cái việc mà mẹ phải diet lại, mẹ phải đi tập thể dục là hơi khó đối với mẹ. Nhưng mà với con thì cái điều đó phải là bắt buộc. Còn gì nữa không người mẹ? Người mẹ thì mong tụi nó có con nhưng tụi nó chưa muốn. Thôi. Thành ra là thôi ha chú Bin ơi. Rồi chú thích. Không có chút nghe. Mày khi nào cần á, 2 năm nữa chú Bin tự message đó, nhắn tin riêng đó, nhắn. Nghe khi nào cần cứ vô ping chú Bin. Còn bây giờ thì cảm ơn Xí Ngầu cũng như là cảm ơn Khôi Trần đã mang đến một cái không khí mà phải nói là rất là tuyệt vời ở trong chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Chúc hai con luôn luôn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú.